Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và cùng xa. Hồng ân Thánh chức Linh Mục là quà tặng vô giá và Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua bí tích chuyển chức Thánh. Và mỗi Linh Mục là một quà tặng vô biên mà Chúa dành cho nhân loại. Mỗi một linh mục là niềm vui cho giáo hội. Và cách đặc biệt hôm nay với giáo xứ Đồng Quang, chúng ta tạ ơn Chúa và vui mừng vì Chúa đã thương ban cho giáo xứ Đồng Quang có một tân linh mục, đó là cha Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp. Qua bí tích chuyển chức Thánh, Ngài đã được lãnh nhất ân Thánh này vào ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua. Chúng ta hân hoan, vui mừng cùng với cha, tạ ơn Chúa. Và trong tâm tình của ngày lễ tạ ơn, hôm nay cha về với quê hương, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn. Và trên hết là lời Chúa dạy thảo kính cha mẹ. Và vì thế hôm nay, cùng với quý cha và tân linh mục, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây, chúng ta dâng thánh lễ này để kính nhớ tổ tiên ông bà và cha mẹ. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và cũng như lời bài hát ca nhập lễ, con người có tổ có tông. Và vì thế xin mời cộng đoàn chúng ta trong thánh lễ này, chúng ta sốt sáng cùng với tân linh mục, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho tổ tiên nội ngoại, rồi cho mọi người trong giáo xứ, những bậc tiền nhân, ân nhân của giáo xứ chúng ta đã về với Chúa. Chúng ta xin Chúa thương đón nhận và ân thưởng cho tất cả các ngài được hưởng hạnh phúc vô biên, đó là hạnh phúc Đức Trời. Và để những lời cầu nguyện và cầu xin của chúng ta được Chúa nhận lời, giờ đây anh chị em chúng ta hãy thành tâm sáng hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thành. Tôi thu nhận chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha bất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa Cha công bồi hầu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách cuốn ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu hàng con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mà đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dần dần sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài,
và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Sống theo đường lối, công phúc tay người làm ra sẽ an lòng. Bao nhiêu vận hành và phúc lộc dư tràn. Để khi sao giảng tin mừng tôi nói năng mạnh dạn,
nhưng bổn phận tôi phải nói. Antipico, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết thiệt tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng lòng tin. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chắc mọi người nghe cái giọng của con nó hơi khác khác như các cha ở đây hay là những người dân ở đây. Con là một linh mục thuộc giáo phận Công Tâm, vừa rồi được chịu chức cùng với cha Tiệp của giáo xứ này. Đây là lần đầu tiên mà con được ra, gọi là ra miền Bắc. Con học ở Đại chủng viện Huế. Huế là nơi mà con ra nhiều nhất và cũng nơi đó và quay trở lại Công Tâm, chưa bao giờ ra khỏi Huế cả. Con được cha Tiệp mời chia sẻ lời Chúa hôm nay. Con được biết bài đọc hôm nay được thay đổi là trưa nay con xuống máy bay thì cha có nói là bài đọc có sự thay đổi. Con đã soạn bài đọc của ngày hôm nay theo năm phụng vụ, thì con cũng cố gắng tìm những ý tưởng để trong bài đọc để chia sẻ với cộng đoàn. Thì con nhớ lại thời năm vừa rồi con pho tế cũng chia sẻ bài tiếng mừng của mùng 2 Tết, nói về thờ cha kính mẹ. Đây là một truyền thống tốt đẹp của người
Á Đông nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Theo truyền thống thì tất cả những người con cháu trong nhà phải thờ cha kính mẹ, kính nhớ ông bà tổ tiên. Đó là một nét đẹp mà có thể là đẹp nhất ở Việt Nam của chúng ta. Ra nước ngoài chắc chắn sẽ không có đậm đà như ở Việt Nam. Chính trong bài tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định một điều mà Thiên Chúa Cha đã trao cho con người chúng ta, và nhất là trao cho mỗi người Kitô tơ hữu chúng ta, đó là điều răn thờ kính cha mẹ ông bà, là một điều răn quan trọng trong 10 điều răn mà Thiên Chúa đã ban trong luật, trong Cựu Ước. Nhưng điều đó thờ cha kính mẹ như thế nào cho phải đạo? Trước hết là phải biết vâng lời cha mẹ, tiếp đến là yêu mến, kính trọng cha mẹ ông bà của mình, hay là phụng dưỡng ông bà cha mẹ của mình khi các ngài lâm bệnh hay khi các ngài còn khỏe, và cuối cùng là cầu nguyện cho các ngài khi các ngài đã qua đời. Trong Cựu Ước, điều răn này được coi trọng nhất là trong Sáng Thế chương 20 câu 12 có nói: ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu dài trên đất Thiên Chúa ban. Và nhiều đoạn khác nữa, bên cạnh đó Chúa cũng lên án những ai không vâng lời cha mẹ của mình mà nguyền rủa cha mẹ của mình. Nhưng nếu chúng ta sống thờ cha kính mẹ được tốt nhất thì chính đó lúc đó là làm rạng danh chính các ngài, như trong sách Huấn Ca chương 44 câu 14 đã nói mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1. Việc thờ cha kính mẹ và vâng lời cha mẹ một cách nghiêm chỉnh, một cách tốt nhất, chúng ta được thấy gương, một gương sáng nhất, một gương lớn nhất, đó chính là Chúa Giêsu. Đối với cha mẹ trần thế là Thánh cả Giuse và Maria thì ngài đã vâng lời cha mẹ từ lúc nhỏ, khi ngài như trong tùng thực Thánh Luca đã nói, ngài đã về nhà ở Nazareth và hành vâng phục các ngài. Còn đối với Thiên Chúa là cha của ngài, ngài đã vâng phục Thiên Chúa, xuống thế làm người để mang hạnh phúc, mang niềm vui, mang mọi sự tốt lành, mang bình an tới cho con người, và nhất là cứu độ con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi. Và chính trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu lại một lần nữa khẳng định rằng ai thờ cha kính mẹ thì được hạnh phúc và được sống dài lâu trên đất mà Thiên Chúa đã hứa. Còn những ai nguyền rủa ba mẹ của mình thì bị xử tử. Vậy nên mỗi người chúng ta cần nêu gương hay là noi gương theo Chúa Giêsu, sống một cuộc đời biết vâng lời cha mẹ, biết yêu thương cha mẹ, biết thờ kính cha mẹ và nhớ đến ông bà tổ tiên, nhất là cầu nguyện cho các ngài, những người còn sống cũng như đã chết. Trong bối cảnh của buổi lễ hôm nay là buổi lễ mà cha tiệc muốn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và kính nhớ ông bà tổ tiên, càng thêm ý nghĩa hơn khi một người con xuất phát từ giáo xứ đồng quan này đã trở thành một linh mục của Chúa và quay về tạ ơn Thiên Chúa, nhớ đến công ơn dưỡng dục
của ông bà cha mẹ và những người có trách nhiệm trong giáo xứ này từ khi Ngài còn nhỏ, đó là một điều phải đạo. Ước chi lời sứ điệp của lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết mỗi ngày sống vâng lời cha mẹ, vâng lời những người có trách nhiệm trên mỗi người chúng ta, và nhất là vâng lời và kính trọng Thiên Chúa là người cha trên hết mọi người cha, đã yêu thương sáng tạo ra chúng ta. Amen. Mà Chúa đã truyền dạy cùng với tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp trong ngày trở về quê dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, kính nhớ bà tổ tiên và cha mẹ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Thiên Chúa là Cha và Hội Thánh là mẹ của mọi Kitô hữu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, linh mục luôn biết sống thánh thiện, yêu thương, đạo đức, hầu làm cho mọi người luôn nhận biết và tạ ơn Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người con, người cháu trong các gia đình luôn giữ trọn đạo hiếu như lời Chúa dạy, bằng cách vâng nghe, hiếu thảo và cầu nguyện cho các bậc tiên nhân. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hội Thánh luôn chỉ dạy và khuyến khích các đấng Kitô hữu kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta và ban muôn ơn lành hồn xác cho các vị còn sống. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ông bà cha mẹ chúng ta đã dùng cả cuộc đời để tạ ơn Chúa bằng việc nêu gương sống tin cậy mến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta noi gương thánh thiện, nhiệt tâm của các bậc tiền bối, biết sống đức tin mạnh mẽ, đức mến nhiệt thành, đức cậy bền vững để trở nên lời tạ ơn Thiên Chúa luôn mãi. Chúng ta cùng dâng lời. Này Chúa, Chúa dạy chúng con luôn sống tâm tình biết ơn, hiếu kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu nguyện của chúng con và ban muôn ơn lành cho các bậc tiền nhân của chúng con, những người còn sống cũng như đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con sầm đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành khỏi.
dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, chúng con đã được sự kiện mình và mong đức khi con chưa gì nguồn sinh đức thần linh này giúp chúng con ngày nay sống sao cho tròn chư thiêng đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, để mai sau được cùng các ngài vui được phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ đức khi con Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.